Thì là một bên bảo một chú làm một phòng khách, một phòng ngủ. Với bên kia là sự thiết kế cho nó làm nhà hàng luôn. Bệ bụng cũng cảm cái. Xin chào các bạn, tôi là Phạm Văn Đức, còn có biệt hiệu là Đức ACT. Thì hôm nay anh em trong công ty cổ phần kiến trúc BNI đang có chuyến khảo sát thiết kế một cái ngôi nhà cho nhà bác Hóa tại Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La. Đấy, thì hôm nay thì anh em chúng tôi, thì bên cạnh tôi đây là anh Duy ở trong bộ phận khảo sát của công ty kiến trúc BNI. Xin chào 500 anh em nhé. Vâng. Đấy, thì anh em chúng tôi thì hôm nay có lên đây đến từ Hà Nội đi lên đến Lóng Luông. Đấy, thì thời gian đi cũng khá là xa, cũng như là như các bạn chắc cũng đã biết thì cái cung đường ở trên Mộc Châu, Sơn La này thì nó cũng khá là khó đi. Thì các bạn cùng theo dõi qua cái cung đường nhé. Thì anh em chúng tôi thì cũng đã sắp đến nơi, sắp đến nhà bác Hóa rồi. Đây là cái cung đường mà anh em chúng tôi cũng đang chuẩn bị đến nhà bác Hóa để thiết kế cho bác. Đó, thì chúng tôi thì anh em thì cũng khi mà có đơn khảo sát ở bất kỳ đâu thì anh em cũng đều đến tận nơi để mà khảo sát trực tiếp, cũng như là trao đổi, cũng như là lấy những cái thông tin để làm sao đó mà chúng tôi phải hiểu được cái mong muốn, cái nhu cầu của gia chủ, thì chúng tôi sẽ về thiết kế nó đúng ý, cũng như là phải khảo sát tận nơi như thế này thì mới biết được là cái thực tế hiện trạng nó như thế nào, để cho thiết kế nó phù hợp với thực tế, cũng như là có những cái giải pháp để mà xử lý làm sao đấy mà để cái công trình xây lên thì nó sẽ đảm bảo về cái mặt kết cấu, chịu lực, cũng như là cái sử dụng lâu dài và cái sự tiện dụng. Đó. Cái cung đường ở trên đây rất là vòng vèo, rất khó đi. Ở trên Mộc Châu, Sơn La thì các bạn là chắc cũng đã biết rồi. Đấy. Thì xin hẹn gặp lại các bạn ở cái vị trí khảo sát ở nhà bác Hóa nhá. Đấy. Đây nó lên, nó lao ra đường đây mà. Đến đây này. Đến đây này. Đến đây này. Đến cái chỗ đỏ đỏ đây này thôi này. À, giáp đỏ này. Đấy, giáp tên tên nhà mặt Bùi Đình Hùng 6 đây, giống kiểu như này. À đấy ạ. Nhìn rõ này. Đấy, anh nhìn rõ hơn, đúng chỗ này nữa. Ông này ở trên cao cũng nhìn rõ. Đây nhà xây nhà ông Kiểm này. Ông này đất này ông ngoại ông cho ông biết chỗ đéo đâu. Đúng không? Tôi đến nhà 6 thì nhà cho có chuẩn bị vợ. Bên này còn tầng mình 10 phân. Bên này là mấy mét hả chú? 10m02, gọi cứ gọi 10 mét vuông tất cả một chỉnh đi tính lại. Vâng. 10 mét thì nói chung là cứ đầu trên đầu dưới là nó vuông đi, cứ cho là đất vuông thì mình làm cho nó dễ. Vì đằng nào mình xây mình cũng bỏ thừa ra một chút. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy thì còn chiều dài là bọn cháu cứ tính là 25 mét. Làm nhà chúng là làm sát vào trong này đúng không? Ừ. Đấy. Làm sát ở nhà nhà đây, còn đằng trước này là okay. Đấy. Thì bây giờ chú cháu mình lên trên này là để bàn một số cái phương án, rồi là nghe một số cái mong muốn của cô chú để bọn cháu lên trên này. Thì là một bên là bảo chú làm một phòng khách, một phòng ngủ. Với bên kia là sự thiết kế cho nó làm nhà hàng luôn. Bệ bụng cũng cảm cái. Tôi nghe một nửa hai, cũng là một cái phòng ngủ này. Khách tiếp đây, thân bên này là để cho nó nướng nướng ăn uống để nó phục vụ. Kế của chú là ngang ngang một cái chỗ này để ô tô. Và ô tô cũng chưa mở. Ừ, đấy, là cửa cứ thế nào mà đây thế mà có một chỗ để ô tô.